Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Chí Cường cùng đoàn công tác thành phố đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, 21 tháng 9 1973, 21 tháng 9 2023. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Yacabe Yoshinori tiếp đoàn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần chi cường bày tỏ vui mừng về mối quan hệ việt nam nhật bản nói chung đà nẵng với các địa phương nhật bản nói riêng có nhiều bước phát triển mới trong đó thành phố đánh giá cao vai trò của tổng lãnh sự yakabe yoshinori trong việc làm cầu nối kết nối cũng như tạo điều kiện thuận lợi để đà nẵng triển khai các chương trình hợp tác có hiệu quả với các doanh nghiệp địa phương nhật bản Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường mong muốn Ngài Tổng lãnh sự tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp và người dân Nhật Bản đến đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa, qua đó góp phần phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Tổng lãnh sự Yagabe Yoshinori cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cũng như việc Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam. Trong đó, lễ hội Việt Nam-Nhật Bản tổng lãnh sự khẳng định tiếp tục là cầu nối để phát triển quan hệ giữa đà nẵng với phía nhật bản